Hey yo, what's up? Mình là Arthur, mình đến từ MC House. Cảm hứng thì giống như kiểu cái mái tóc hồng của mình được dựng bởi những cái việc riêng tư. Ví dụ như trong một cái hộp bàn chải có màu xanh, màu đỏ thì mình lại chọn cái màu hồng kiểu đặc biệt nhất. Và kiểu màu hồng nó, mình thấy nó không có gì gọi là thùy mị quá, mà nó tượng trưng cho một cái sự tươi mới của tuổi trẻ. Thấy nó có năng lượng. Tóc mình được cột và tóc lại kiểu theo ý tưởng của hành o. Và cái đuôi mình để kiểu con gấu, tẩu lỗ tai gấu á. Cái nè, hai lỗ tai con gấu á. Hey yo, what's up? Mình là Nguyễn Chí Thành, rap name của mình là Arthur. Mình sinh năm 2004, mình 16 tuổi. Vì còn tuổi nhỏ nên mình vẫn còn đang đi học và làm nhạc. Mình có học cấp 3 trong trường nhạc viện. Và trong lớp đó kiểu có người thì hát opera, có người hát này kia, tập rất là nhiều môn nhạc khác nhau. Và cũng họ cũng rất bất ngờ khi có một thành viên như là mình trong lớp là chơi rap. Vì bởi vì dòng nhạc này chưa có nhiều người theo đuổi. Và mọi người luôn ủng hộ mình, biết mình tham gia dự thi mùa 2 này. Và ủng hộ cổ động mình rất là nhiều. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Vì là một thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình, mình đi, mình không có mang nặng cái áp lực là mình đi thi, mà mình mang tâm trạng là học hỏi và chỗ tài những gì mình có sẵn để mình trau dồi kiến thức, mình đi lên. Ở độ tuổi này thì mình có thể viết được một vài loại nhạc như là gang, live, love, sách love hay những loại nhạc cũng là biết một đôi chút về một cái gì đó để mình nghĩ là mình có đủ khả năng để mình tham gia chương trình. Nói về gia đình thì mình là thấy mẹ mình là người ủng hộ mình nhiều nhất trong con đường đi rap này. Bởi vì nói về một ngày đầu casting đi, thì mẹ biết mình đam mê, mẹ không cấm cản mà mẹ còn dẫn mình đi làm tóc, xăm quần áo, từ cái áo, cái quần tới đôi giày, tạo cho mình những điều kiện miễn là mình đẹp nhất khi mà mình đi casting, mình tự tin nhất. Và mẹ ở nhà khi mà mình đi casting thì kiểu mẹ rất là hồi hộp, cho tới khi mẹ nhận được thông tin là mình đậu casting thì không còn gì để tả. Lý do mà mẹ mình luôn ủng hộ mình nhiều như vậy là bởi vì mẹ mình còn tuổi trẻ và mẹ mình biết được là ai cũng có cái đam mê, ai cũng được nên đi con đường mà mình thích. Mình có sự sống và mình được quyền lựa chọn những thứ mình mong muốn mình đi, nó sẽ an toàn và thoải mái hơn trong con đường sự nghiệp của mình. Về mặt bố mình thì con đường này thì có lẽ là mình hiểu là bố mình ở cái thời gian còn thanh niên thì người lớn mà họ trải qua những cái gì sóng gió thì họ lại sợ con mình có những con đường không chắc chắn, không có được kiếm được cái gì đó bền vững, nên đôi khi họ lại cấm cản, họ lại không có tự tin cho con mình đi những con đường này. Nhưng mà mình cũng tính chọi nên mình với ba mình cũng có một cái gì đó nghịch nhau và đi chọn tiếp đi trên con đường này. Thực ra thì ba và mẹ mình không còn sống chung với nhau nữa. Họ ở riêng và vì cái con đường này của mình đôi khi tạo ra những cái sự tranh cãi lớn giữa ba và mẹ nên cũng có một chút khó khăn trên con đường này. Và mình vẫn chọn cách đi tiếp để ít ra là mình đi tới đâu hay tới đó, mình chứng minh được, mình làm được, mình chọn con đường này là đúng cho ba mình thấy. Mình cố gắng, mình chỉ biết cố gắng hết sức mình để mình chứng minh. Thứ nhất là mình chứng minh cho mẹ thấy được là mình làm được và mình giữ uy tín với mẹ mình, cực kỳ uy tín. Và cái thứ hai là mình chứng minh cho ba mình thấy là mình cũng đủ lớn để mình trưởng thành, mình chọn con đường đi của mình. Đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Rap Việt mùa 2 này thì mình đã mang tới một bài dự thi và mình mang tinh thần đó là một sản phẩm mình dành tặng cho một người phụ nữ của mình. Đó không ai khác là mẹ, bởi vì mình không biết mình đi được bao xa, mình cũng chả hứa mình đi được bao nhiêu tới đâu hết á, nhưng mà ít nhất là tập đầu tiên mình phải có một cái gì đó mình gửi cho người phụ nữ luôn ủng hộ mình, luôn bên cạnh mình, luôn an ủi mình và cổ động mình trong mọi sự khó khăn. Trong các huấn luyện viên của chương trình thì ai cũng có một cái màu riêng. Mình cũng còn nhỏ nên mình chưa tìm ra được cái màu của mình, nhưng mà ít ra là mình sẽ
chỗ ra hết những gì mình có trong người để cho hai vị ban giám khảo sẽ coi mình thiếu màu gì và mình cần cái gì, họ sẽ đưa mình về đúng nơi mà mình cần đến. Với một cái lứa tuổi nhỏ như thế này thì mình đã có một bài học kinh nghiệm, đó chính là ai cũng phải từ lớp 1 mới lên được tới lớp 2, từ cấp 1 mới lên được tới cấp 2. Thì mình ở cái tuổi 16 này mình có thể viết được những gì ở tuổi 16 mình cảm nhận được. Sau đó mình tới tuổi 18, 20, tất cả mọi lứa tuổi mình sẽ viết ở một cái gì đó mình nghĩ là đúng trên con đường này mình nên viết. Và đó là một cái trải nghiệm tốt và mình cũng chả quan tâm gì ở ngoài, bởi vì nếu mà mình thay đổi thì chưa chắc những người đang ủng hộ mình lại chấp nhận được cái sự thật đó. Nên mình cứ là mình. Ây vô, mọi người đã coi tới đây rồi thì đồng nghĩa với việc là mọi người đang đối diện trước màn ảnh và thấy mình đang bước chân tới dòng chinh phục của Rap Việt mùa 2. Và sản phẩm mới đây thì mình cũng đã nói về người mẹ, thì thay mặt cho những người con ở Việt Nam, shout out cho những người mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Con không rời bỏ con đi kể cả khi tụi con lớn. Con đã từng làm những điều xấu, con đã từng làm những điều sai. Có những điều mà con đã giấu, vì đời bắt con đóng nhiều vai. Xã hội xô bồ đuổi theo vật chất, cứ thế lao đầu như là con thiêu thân. Ta không vào biết tâm sự vào lời và dòng tâm tư ngồi một góc phiêu vần. Là những ngày mình mất dấu, là những ngày mình rống chơi. Không tập thành bản chất xấu, không phụ lòng mẹ mong đợi. Mẹ nào duy nhất trên đời mẹ đã quá vất vả rồi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ tự hào sớm thôi. Mọi người chỉ biết mình mới là một giáo viên, một sinh viên có với mái tóc ngang vai như thế này thôi. Nhưng mà đến với chương trình Rap Việt cách đây 2 ngày mình mới quyết định để cái đầu tóc như thế này, vì đó là chính là con người thật của mình và mình muốn show ra cho mọi người thấy. Năm ngoái mình thấy Tà Linh và chị Suboy rất là ngầu luôn, và mình muốn đứng lên sân khấu để thể hiện với vai trò là một nữ rapper giống như hai người đó vậy. Từ trước đến nay thì mình chỉ được biết đến với một cái tên là Vi Thăng, đi rap, đi melody cho những cái rapper tên tuổi như là B-Ray, Negif, vân vân. Shout out to mấy anh em. Nhưng mà bây giờ đến với chương trình Rap Việt thì BY là người dẫn dắt mình đi theo con đường rap chuyên nghiệp, và mình muốn mọi người biết đến mình là một rapper. Ê, rất vui được gặp mọi người. Mình là, tên là Phạm Thị Yến Vi và rap name của mình là Vi Thăng. Lý do mà mình chọn tên rap name là Vi Thăng bởi vì Thăng ở đây là dấu thăng trong âm nhạc, và mình muốn khi mà mọi người nghe âm nhạc của mình thì cảm giác cũng thăng hoa như vậy. Hiện tại mình là sinh viên năm 3 của trong ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và ngoài ra thì mình cũng có đi làm giáo viên tiếng Anh part time. Mình dạy cho những học viên giống như là người lớn và đang mất căn bản về tiếng Anh giao tiếp, và mình sẽ giúp đỡ họ để có thể nói được tiếng Anh lưu loát hơn. Thì khi mà Vi đi thi cái chương trình Rap Việt này thì cũng có những bài báo chụp hình mình lại, thì học viên vô tình thấy cũng có hỏi, nhưng mà mình rất là ít trả lời bởi vì mình không muốn cái con đường âm nhạc của mình nó liên quan quá nhiều đến với những cái giảng dạy của mình, vì đó là mình nghĩ là đó là không chuyên nghiệp. Và khi mà mình dạy khác với mình làm rapper thì học viên của mình không ai biết mình đi thi Rap Việt hết. Và khi mà đến với chương trình Rap Việt thì mình mới cắt đầu tóc như thế này để nói lên cái tính thật của mình. Mình nghĩ để đến với Rap Việt thì mình có hai điều, đó là một là giọng hát, hai đó là ngoại hình rất là lạ. Kết hợp hai yếu tố đó lại, mình muốn mọi người biết mình là ai. Thì vào những năm 2017 mình chỉ là nghe rap thôi, chứ mình chưa bắt đầu viết rap chuyên nghiệp. Thì lúc đó mình đi melody featuring chung với những rapper khác, ví dụ như là B-Ray, Negif, vân vân. Dạ, bây giờ hiện tại năm 2021 này mình muốn giới thiệu mình là một rapper, Và lý do mà mình chuyển sang từ đi melody sang rapper là tại vì mình yêu cái văn hóa hip hop này và mình muốn thử sức mọi thể loại trong đó. Mình sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đã chuyển qua Sài Gòn sống được 3 năm rồi. Thì khi mà tới Sài Gòn thì mình phải cân bằng giữa việc học, việc đi dạy và cả việc làm nhạc của mình. Mặc dù hơi khó khăn một chút xíu nhưng mà tại vì mình đam mê nó nên là mình nghĩ mình sẽ cân bằng được hết. Khi đến với vòng 1 của chương trình Rap Việt này thì chủ đề mình viết đó chính là về bản thân của mình. Và mình muốn mọi người biết câu trả lời là mình là ai. Thì từ trước đến giờ thì Vi viết về chủ đề tình yêu là chính.
Nhưng mà khi đến với Rap Việt vòng 1 này thì Vi viết về bản thân mình để trả lời cho câu hỏi Vi Thăng là ai. Bài của mình chuẩn bị có tựa đề là Vi Thăng, và viết bài viết đó là về bản thân của mình và viết về chính bản thân của mình và chặn được âm nhạc của mình. Trước khi bước lên sân khấu thì Vi muốn nhắn gửi tới mọi người đó là nếu muốn làm cái gì thì cứ làm đi, đừng có sợ. Chắc chắn sự xuất hiện của mình sẽ làm mọi người rất là bất ngờ, kể cả gia đình và bạn bè của mình. Và đặc biệt mình phải chinh phục được các huấn luyện viên. Let's go. Đây không phải là một bài love song, đơn giản chiếc máy này bằng một vết son. I'm from hustle and struggle, không ngừng thay dần mỗi ngày vì phải lớn hơn. Ai vậy nhìn y như ngôi sao kế tiếp. Graphic nổi xuyên tầm đôi vì ta hiện. Flexing nhưng không quên cả chuyện flow sâu gắt khó tương thể nghiệm. Người kế nhiệm under the hood không dễ kiếm. Sẽ không ăn kiến thiết yeah. No check đèn ngoài đánh giá đôi vì đến kia yeah. Đồng lời với chuyện trên mi đôi khi ta muốn quên đi. Pick your blessings and a baby. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.